kết luận ban đầu, cano bị lật ở Cù Lao Chàm là do sóng đánh. Cơ quan điều tra cho biết, ba thuyền viên và 12 hành khách đều khai là sóng lớn đập vào mạn trái gây vỡ cano, nước tràn vào làm lật úp. Kết luận ban đầu về vụ lật cano chở du khách là 17 người tử vong, được Thượng tá Võ Văn Minh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh nêu trong cuộc họp báo chiều ngày 1 tháng 3, 3 ngày sau khi xảy ra sự cố. Theo ông Minh, người được lấy lời khai nói, cano trước khi ra vào bến đã được biên phòng kiểm soát chặt chẽ, cano và thuyền trưởng có đầy đủ giấy tờ hoạt động. Cơ quan điều tra đang thu nhập các thiết bị trên cano và phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra các bước tiếp theo để có kết luận chính thức. Trước ý kiến cho rằng trước thời điểm cano bị lật, biển cửa đại sóng lớn gió mạnh nhưng phương tiện không bị cấm hoạt động. Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết việc cấp phép căn cứ dự báo thời tiết của Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh. Ông nói theo dự báo thời tiết, ngày 25 và 26 tháng 2, tại biển Hội An có gió đông bắc cường độ 2 đến 3 m trên giây, với cường độ này thì gió nhẹ, không ảnh hưởng tàu thuyền trên biển, ở mức 8 đến 10 m trên giây mới gọi là biển động nhẹ. Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch thành phố Hội An cho hay, sau tai nạn tiếp tục tổ chức đưa khách ra đảo bằng cano, thành phố sẽ họp với hiệp hội du lịch Cù Lao Tràm chấn chỉnh tất cả các vấn đề liên quan như lái tàu chạy nhanh, lạng lách, những trường hợp không đảm bảo thì phải thay thế. Ông cho biết, Hội An sẽ tìm hiểu nguyên nhân và kiến nghị sử dụng cano như thế nào cho phù hợp. Ông Tái khẳng định, 15 năm qua chưa có tai nạn chết người nào khi sử dụng cano tiêu chuẩn SI ra cổ lao tràm, dù từng xảy ra chìm thuyền và lật cano. Khi cano không kín, người gặp nạn mang áo phao sẽ nổi lên và được cứu. Với cano kín, nếu cứu hộ không thành công, khả năng tử vong cao. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói, số người thương vong quá lớn cần rút ra bài học sương máu từ mất mát này. Các cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân tai nạn để có hướng điều chỉnh và có biện pháp phù hợp. Ông nói, việc cải hoán SI sang SB, dù đa chuẩn SB nhưng cứu hộ sẽ gặp khó khăn khi gặp sự cố. Sắp tới làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng Kiểm nên xem xét lại, đánh giá lại loại tàu này phù hợp với thực tiễn từng địa phương, địa bàn hay không. Các tàu này áp dụng đúng quy chuẩn của Đăng Kiểm, nhưng có sử dụng tiếp hay không cần chờ cơ quan chức năng ra quyết định. Còn hiện tại Quảng Nam vẫn sử dụng, đưa khách ra cú lao tràm đề cập việc chưa có cơ quan nào giám sát tốc độ cano trên tuyến cửa đại cù lao tràm ông thanh cho biết sẽ yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo tôi với trách nhiệm là người đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý tất cả các hoạt động trên địa bàn ông nói và cam đoan thời gian tới sẽ cùng tập thể ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam làm việc với các cấp các ngành để không còn xảy ra các sai phạm đặc biệt là tình huống dẫn đến chết người Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 2, cano phương Đông 05 chở 39 người, bao gồm 36 hành khách du lịch đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, một lái cano và hai phục vụ, từ đảo Cù Lao Chàm và cảng Cờ Đại. Cách bờ khoảng 3 km, cano lật làm 17 người chết, còn lại được cứu sống. Chủ tịch thành phố Hội An đánh giá, đây là vụ chìm cano làm nhiều người tử nạn nhất từ trước đến nay ở biển Cờ Đại. Khu vực này có cồn cát, từng xảy ra nhiều vụ chìm tàu và cano nhưng rất ít người chết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Từ góc độ lái cano, thuyền trưởng Lê Văn Sen, 52 tuổi cho rằng do bị sóng đánh lật úp, một số lái tàu giàu kinh nghiệm, nạn nhân thoát chết và lãnh đạo Hội An nhận định một số người chết cao do cano đóng kín theo tiêu chuẩn SB, thiếu chỗ thoát hiểm. Cục đường thủy, tàu phương đông 050 va chạm cồn cát. Qua kiểm tra độ sâu luồng tàu, vị trí tàu, lãnh đạo Cục đường thủy nội địa Việt Nam khẳng định tàu phương đông 050 va phải cồn cát dẫn đến bị lật. Sáng ngày 1 tháng 3, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Đường Thủy Nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông và Vận tải lên tiếng trước nghi vấn tàu phương Đông 05 va vào cồn cát, hỏng mũi dẫn đến làm 17 người chết. Theo ông Đạo, ngay sau khi tàu phương Đông 05 bị lật chiều ngày 26 tháng 2, đơn vị quản lý luồng đã đo đạc, mức nước tại vị trí tàu lật là 3,5 mét. Mớ nước hay còn gọi là đáy của tàu là 0,75 mét, ở độ sâu này, khả năng tàu va đập vào nền cát là không có vì đáy tàu còn cách nền hơn 2 m, ông Đạo nói. Ngoài ra, theo báo cáo ban đầu, vị trí tàu gặp nạn nằm trong phạm vi luồng tàu, khả năng tàu không đi sai luồng. Luồng này rộng 60 m, sâu 3,5 m, có hệ thống pha báo hiệu đầy đủ. Sau sự cố, con tàu trôi tới bãi cát cạn cách đó khoảng 500 m. Để phục vụ công tác điều tra tai nạn, lực lượng chức năng đang khảo sát, ghi nhận hiện trạng hệ thống phao, biển báo để xem xét có dấu hiệu va chạm hay không nguyên nhân tai nạn sẽ được cơ quan chức năng điều tra và kết luận. Hiện nay, hệ thống pha báo hiệu, biển báo trên tuyến Hội An của Lao Tràm được Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền cho tỉnh Quảng Nam quản lý và bảo trì. Việc quản lý tàu xuất bến cũng do các đơn vị thuộc tỉnh thực hiện. Công tác nạo vét luồng do Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đảm nhận. Trả lời về công tác nạo vét luồng, ông Lê Minh Đạo cho hay, hàng năm đơn vị tổ chức khảo sát định kỳ các luồng, từ đó quyết định nạo vét để đảm bảo giao thông an toàn trên tuyến. Năm 2021, đơn vị đã nạo vét với 2 km, khối lượng gần 120.000 m2 bùn cát, đảm bảo giao thông luồng cửa đại đạt tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp 2. Năm 2017, luồng Hội An Cù Lao Tràm được nạo vét. Theo lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Hội An Cù Lao Chàm là tuyến đường thủy nội địa quốc gia từ bờ ra đảo thuộc vùng SB, vùng ven biển cửa biển. Tàu hoạt động trên vùng này phải đảm bảo kỹ thuật theo quy chuẩn loại tàu SB, trong đó có tàu cao tốc mũi kín và tàu tốc độ thường mùi hở, đảm bảo theo quy chuẩn và phù hợp với quy định quốc tế. Tàu SB đều hoạt động trong vùng nước có chiều cao sóng lớn nhất là 2,5m, điều kiện gió không quá cấp 5, tàu chạy cách bờ không quá 12 hải lý. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 2, Cano Phương Đông 05 chở 39 người, bao gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, một lái cano, hai phục vụ từ đảo Cù Lao Tràm và Cảng Cửa Đại, cách bờ khoảng 3 km cano lật là 17 người chết còn lại được cứu sống.